Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Nè nè, chắc mấy cây bơ con nè vậy. Đâu? À, cà chua bi đó. Ừ. Dễ thương ha. Đó, quay cà chua bi nè, rồi. Cái ổi sim nè. Dạ đúng rồi. Ta đã cho có cái trái nè, còn trên nó quay quay ba trái coi. Đó, còn trái trên cây kìa, trái trên cây. Đó. Đó. Dễ thương quá ha. Cái đào hả chị? Dạ, đúng rồi. Đây nó ủa, đào mình trồng được ở đây luôn hả? Dạ đúng rồi, mọi người mua đào về trưng Tết á. À. Là sau này nó đậu quả được á. À. Cái đào này nè, đó là có trái đào vậy đó. À. Là mình có ăn được giống với đào ta mình không? Dạ cũng ăn được. À. Cái này thì chưa có trái là chưa. À. Còn cây này là xoài hả chị? Dạ cái này là xoài lửa. À. Trái nó màu đỏ. Trời dễ thương quá. Dạ. Yeah. Yeah. Quá trời. Cái này là bạc hà. Yeah. Tại vì vườn trồng gia đình thôi nên nó cứ lộn xộn, nó không có đâu ở đâu hết. Đây là cây bạc hà. Này bạc hà nè em. Đó như là cái bánh tăng. Đúng rồi. Yeah. Có chanh dây nữa kìa, xài bơ quá trời. Mít nữa kìa. Tại thấy bà con review ở đây em cứ tưởng là khu du lịch hay gì. Yeah. Yeah. À dễ thương quá, nhà có cái vườn đẹp quá. Dạ. Đi được vòng rồi chú. Ở đây còn có một bạn gia đình nhưng mà bạn ấy đực. À. À nên xếp đầu lại ha. Ừ. Ô bơ nè, mấy đứa ơi, bơ trong này nè. Bơ nè, đó. Dạ. 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 Ai vô cũng giặt hết là chuỗi hết cây thiệt. Dạ. 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 Dạ cho tụi em tham quan vườn ha. Dạ. Chị giải không? Đó. Đó trời trái. Trời ơi mít thơm luôn. Đó quá trời trái không? Thơm lần luôn. Chín rồi đó. Đi vô coi trên dây kìa, rồi cà chua bi nè. À dưới đó có cà chua bi nè. Hả? Ủa có trái gì kìa? Trái dưa hấu hay trái bí đỏ? Này trái bí đỏ. À trên dây nè mà có trái bí đỏ dưới đất nè. Nè. Trời ơi con chó nó đạp lên luôn vậy. Nè trái bí đỏ phải không? Đúng không? Cà chua bi nè. Hả? Đó vô coi trên dây đi, nào vô vườn coi trên dây đi. Những... đó trên dây nó mọc trong vườn đó, ngó dưới coi nó thọt trái xuống đó. Nè nãy em thấy rồi mà em tính hỏi trái gì. À, trên dây đó đi vô coi còn gì nữa. Đâu trên dây đâu đâu. À. Đó thì mình đi vườn chanh dây cũng có trái đó đó. À đó trái chanh dây ở trong kia kìa. Nghe thở ông bỏ luôn. Bà dùm vô cho thấy trái chanh dây nè đó. Trái chanh dây nè đó. Hả? Trái thúi rồi. À. Chắc chín nó màu nâu nâu vậy. À chắc chín cây. Đâu? Nào. Ừ đó, trái đó lại chụp hình ba chụp cho trái anh dây kìa. Đi. Ừ, bò lại đó rồi ba chụp cho anh dây đi. Quá trời cà chua bi luôn. Nắng quá. À bên kia có cây chùm kia chưa chín luôn rồi ha. À. Bây giờ còn ít trái rồi. Ráng là bán 70 ngàn mà mọi người có mình cũng không. Không chủ yếu đi vườn để có cái gì đem về làm kỷ niệm thôi chứ không cần mua nhiều. À. Hả?